Dìa hồng đen trong khu vực bạn đó. Ok, xin chào anh em, hiện tại mình đang có ở đây chiếc đồng hồ có hai màn hình. Vâng. Sao? Không tin à? Đây, tôi cho các bạn xem luôn. Màn hình đầu tiên của chiếc đồng hồ này là màn hình luôn luôn hiển thị và nó sử dụng cái tấm nền đen trắng. Thì qua video anh em nhìn thấy rất rõ, bởi vì cái tấm nền này là các bạn sẽ có càng nhiều ánh sáng thì nhìn càng rõ hơn. Nói luôn đây là video mình quay bằng chiếc Oppo Find X2. Và nếu anh em lần đầu tiên đến với kênh Minh Show, hãy like, subscribe, chia sẻ bạn bè. Và đây là tay Vân. Rồi, màn hình của chúng ta thì giữ cho mọi người có thể hoạt động giống như một chiếc đồng hồ bình thường và nó có thời gian sử dụng cực kỳ lâu nếu chỉ hiển thị và gần như kiểu là không tiêu tốn điện năng luôn đấy. Ở bên dưới nó có các thông tin như là về pin của gọi tin nhắn nếu thông báo đến cho mọi người, hiển thị cả giây và cũng như là các thông tin khác. Nhưng nếu các bạn chỉ cần bấm hay là chạm vào màn hình này thì nó sẽ hiển thị ra, đó chính là công nghệ màn hình OLED ở bên trong của chiếc TicWatt Pro 3 này. Đây là phiên bản GPS. Rồi, thì đây là một chiếc đồng hồ có nhiều điểm thú vị. Ví dụ như nó là chiếc đồng hồ đầu tiên sử dụng vi xử lý Snapdragon hoàn toàn mới mà chạy Wear OS, thành ra là cái tốc độ phản hồi và xử lý của nó khá nhanh. Điểm đặc trưng của rất nhiều các cái đồng hồ chạy Wear OS là bị chậm và khá là giật. Và tuy nhiên thì cái con này thì cho chúng ta cái cấu hình lại tốt là 1GB RAM kèm với một con vi xử lý mới, thành ra cái phản hồi của nó mình thấy là có một sự khác biệt khá là rõ rệt. Tất nhiên cái độ trễ của Android thì vẫn còn ở đây, nó khó là tránh khỏi bởi vì nó là đặc trưng của nền tảng hệ điều hành này rồi. Nhưng các cái ứng dụng khi chúng ta bấm vào ít ra là cái phản hồi của nó đã nhanh hơn một cách rõ rệt với mọi người. Rồi, quay sang một vài các thông tin khác như là màn hình của chúng ta thì các bạn nhìn thấy là viền xung quanh có một cái phần nhô lên. Viền này sẽ giúp cho mọi người có thể bảo vệ được cái màn hình hiển thị bên trong và rất là bóng bẩy, và mình đánh giá đây là một ngữ thiết kế cũng rất là đẹp. Đấy, nó hiển thị các cái thông số, các cái dòng số này hình như dành cho mấy người đi bơi hay làm gì đó mà mình chả nhớ. Cái này để làm gì Vân nhỉ? Mấy người đi bơi có để cho mấy cái số kiểu đây này, 50, 10, cái thứ thì 15 này này. Để làm gì nhỉ? Anh chả biết. Nhưng không nhìn rõ. Mét à? Cái thằng Khôi bị ngáo mà em. Rồi đây là hai phím chức năng, là bao gồm là cái phím back rồi phím mở ứng dụng, và đặc biệt có một phím kích hoạt nhanh để các bạn có thể truy cập vào cái phần đó là trợ lý luyện tập thể dục thể thao gọi là Tick Exercise, và cũng có theo dõi giấc ngủ gọi là Tick Sleep, rồi còn có Tick Xanh để có chứng tỏ các bạn là chính chủ. Cười xong thái độ. Rồi các bạn có Tick Hearing là các bạn nó có thể dùng cái đồng hồ này của để làm gì ta? Tick lắng nghe hả? Nó là thông báo là có bao nhiêu dB, trời ơi cái độ ồn em à. Nó giống như kiểu trên Apple Watch cũng có cái này gọi là Tick Hearing, và Tick Oxygen để đo nồng độ oxy trong máu này. Ta sẽ thử với lại Vân xem là như thế nào. Rồi, nồng độ oxy trong máu của em là 97% là hoàn toàn bình thường. Đó. Nó... Sao em lại cái gì cũng tin anh ấy. Rồi, thì đây là toàn bộ các ứng dụng của nó, chạy Wear OS, có cả hẹn giờ rửa tay thì nhắc mọi người rửa tay nha mọi người. Thực sự là nhiều lúc mình không rửa tay nhưng hai ngón này hôm sau vẫn cứ bị nhăn nhau ở đầu giống kiểu là bị nhúng nước nhiều. Chứ hình dung nguyên nhân là tại sao chỉ có ngủ quên một lúc thôi. Cuối cùng đó là dây đồng hồ của con này, đó là với tiêu chuẩn IP68 thì các bạn thì xuống bể bơi bơi. Và con này là dây cao su nhưng được làm giả da, đúng không? Ô, anh rửa da, à đâu, không. Đây là dây cao su bà nội, nhưng mà làm giống như kiểu dây da truyền thống với những cái đường chỉ này. Nên thực chất đây chính là dây cao su. Mình đánh giá dây cao su hay hơn ở cái chỗ là rất dễ đeo, ngay ban đầu nó sẽ mềm. Dây da xịn thì ban đầu rất cứng, đeo sẽ bị đau, và bên cạnh đấy thì dây này sẽ chống bẩn tốt hơn. Và Vân thì đang ngáp. Và cảm ơn bên LD Store đã cho mình mượn sản phẩm này. Mình sẽ để link bên dưới anh em tham khảo, và cũng như là các cái sản phẩm đồng hồ khác nữa. Anh em nghĩ sao với mức giá tầm khoảng 7 đến 8 triệu đồng cho chiếc đồng hồ này? 7 8 triệu ok không? Hơi to. Nhưng mà 7 8 triệu có mua không? 7 8 triệu là đắt hơn cả gần bằng Apple Watch. Ờ, ngang ngửa Apple Watch rồi, và hẹn lại anh em trong các video lần sau. Hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe.